Từ điểm về kênh Hoài Niên Official, anh chị đừng quên like, subscribe kênh để em có thể ra thêm nhiều video bổ ích. Sau đây là tổng kết phiên giao dịch ngày 5 tháng 9 năm 2023, sau đó là nhận định thị trường phiên giao dịch ngày 6 tháng 9 năm 2023 và điểm qua một số cổ phiếu đáng chú ý. Thứ nhất đó là tổng kết phiên giao dịch ngày 5 tháng 9 năm 2023, dân có 6 lệ cùng với sự hồi phục của phần lớn thị trường chứng khoán thế giới, VN Index tiếp tục duy trì nhịp tăng. Dù xuất hiện dân có trong phiên kết thúc, VN Index đóng cửa ở mức 1.234 điểm, tương ứng tăng 10,93 điểm và 0,89%. Tổng khối lượng giao dịch tăng 15% so với phiên trước, đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng 24.585 tỷ đồng về giá trị, trở về mức trung bình 20 ngày. Phiên hôm nay ghi nhận 366 mã tăng điểm, chiếm ưu thế hoàn toàn so với 141 mã giảm. Trong đó đa tăng nhận hưởng ứng tích cực từ nhiều nhóm ngành như xây dựng, trong đó có CTG, C4G, FCN và FPC1, bất động sản có NBL, COSR, ngân hàng có OCB, HDB, MSB, điện có NT2 và POW, hóa chất có CSV, DGC. Phân đạm có DPM và DCM. Ở chiều ngược lại, một vài cổ phiếu thuộc nhóm ngành riêng lẻ là nhân tố tác động tiêu cực đến chỉ số như BCM, EIB, KDH, KDC, VRE, VCI. Khối ngoại bán ròng phiên hôm nay hơn 300 khối ngoại bán ròng hôm phiên hôm nay gần 600 tỷ đồng về mặt giá trị bán ròng ở các mã như VIT, HPG, SSI, ETB, TP Bank, VHC, KBC. Hệ số PE của VN Index hiện đang ở mức 16,8. Nhận định thị trường về phiên giao dịch ngày mùng 6 tháng 9 năm 2023, trên đồ thị kỹ thuật, VN Index tạo gap tăng hơn 7 điểm so với cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư với việc đóng cửa tạo cái nến xanh tăng điểm kèm khối lượng giao dịch. Cá nhân em cho rằng chỉ số có thể tiếp tục hướng về vùng 1.240, song cần lưu ý rung lắc có thể xảy ra khi thị trường đã tăng liên tiếp 5 phiên và hiện đang tiềm cận vùng đỉnh cũ. Khuyến nghị anh chị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong các phiên tăng mạnh để giảm thiểu rủi ro khi thị trường tiềm ẩn khả năng điều chỉnh. Bên cạnh đó, có thể gia tăng tỷ trọng tại các nhịp giảm, tập trung vào các nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan của năm như chứng khoán, ngân hàng, vân vân. Sau đây là em sẽ điểm qua một số cổ phiếu đáng chú ý. Chúc mừng anh chị, phiên hôm qua em có khuyến nghị cho anh chị mua FCN, PVS, để hóa phân bón có DPM, DCM. Phiên hôm nay cũng có một vài cổ phiếu có điểm mua. Đầu tiên chúng ta điểm qua về ngành chứng khoán. Chứng khoán hôm nay có BMS, công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh, đã tăng vượt đỉnh vùng giá 12. Anh chị nào có thì mình kia tiếp tục nắm giữ điểm mua mới thì không. Chờ nó test công lại. Tương tự như HCM. HCM phiên hôm nay tăng 2,45% với khối lượng khá lớn, gần như là lớn nhất trong 3 tháng trở là. Tuy nhiên là khối lượng lớn nhưng mà đi kèm với biến độ tăng không có lớn, chứng tỏ là nguồn cung đang rất là khá nhiều, khả năng nó sẽ quay lại, nó retest lại đỉnh đâu. Và khi nào chơi dấu hiệu no supply thì mình có thể gia tăng, nắm giữ thì mình có thể canh chốt lại bước thôi, chứ mua mới thì không. Tương tự như BSI, khả năng nó sẽ quay lại và lấp gáp và test lại vùng đỉnh cũ, đó là vùng đỉnh cũ 34. FTS cũng khả năng cũng quay lại test là đỉnh. Hiện tại có hai cái gap khá lớn, đó là hầu như 80% cổ phiếu sẽ quay lại lấp gap. Hai cái gap ở đây khá lớn nên khả năng nó sẽ quay lại và nó sẽ test lại. Chờ dòng tiền tham gia thì mua mới thì không nha anh chị. Nắm giữ thì mình người cánh để chốt lại bớt. Tương tự như CTS. CTS đã vượt đỉnh vùng giá 27, khả năng nó cũng sẽ quay lại và test đỉnh.
Nhiều cổ phiếu hiện nay có cái mẫu hình phải quay lại mà tết đỉnh mà tăng lại được nha anh chị, mua mới không có con điểm mua thì không vào tham gia. Tương tự như chứng khoán Agribank AGR, nó quay lại vùng giá 16 thì đó là cơ hội để gia tăng tỷ trọng. VDA có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ mua mới cũng không nha anh chị. Nó sẽ quay lại test lại vùng đỉnh cũ là 16 hơn 16 7. Đã nếu như quay lại test lại vùng đỉnh cũ thành công thì nó có thể tiến tới vùng giá 35 nắm giữ, thì mình có thể canh để chốt lời bớt để gia tăng tỷ trọng ở những cái nhịp điều chỉnh mua mới thì không nha anh chị. Tương tự như VCI, VC3 hôm nay giảm điểm với thanh khoản khá lớn, khả năng nó sẽ quay lại test lại vùng đỉnh cũ là 45. Lúc khi nào xuất hiện dấu hiệu no supply thì đó là cơ hội để gia tăng nha anh chị. Điểm qua về nhóm cổ phiếu ngân hàng, MSB đã tiềm cận vùng đỉnh, đã vượt đỉnh và tiềm cận cái vùng đỉnh cũ đó là 15. Có thì mình cắn mình chốt lại bởi thôi, mua tên gia tăng thị trọng thì không nha anh chị. Chờ nó về cái vùng giá 13 và cân bằng, có dấu hiệu cân bằng với dòng tiền vào thì tham gia. Tương tự như OCB, đã vùng kháng cự của OCB đang nằm ở vùng giá 20, khả năng quay lại retest đỉnh và có hai cái gap khá lớn, khả năng nó sẽ quay lại và test gap. Khả năng nó sẽ quay lại lớp hai gap này mới tăng mạnh mẽ được nhỉ anh chị. Techcombank đang tiềm cận vùng kháng cự 35. Hiện tại cũng có một cái gap khá lớn, khả năng nó sẽ quay lại và retest lại. Điểm mua thì chờ cân dòng tiền cân bằng, mua mới thì không. Tương tự như VIB cũng không có điểm mua, có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ và cắn chặn lại bớt nha anh chị. VP bán nó về cái vùng giá 20 thì có thể mở giá tăng tỷ trọng, kỳ vọng là 22. Nên bỏ vào danh mục theo dõi anh chị, VP bán vùng giá 20, 20 hơn này, 20 cộng trừ này có thể tham gia. ETB đã quay lại vùng kháng cự cũ là 33, khả năng nó sẽ quay lại và retest lại vùng đỉnh cũ đó là 30, 32. Chờ dấu hiệu dòng tiền và no supply thì mình tham gia. Vietcombank nên cho vào danh mục theo dõi nhé anh chị, khi đã kỳ vọng là nó sẽ quay lại giảm điểm ở quanh cái vùng giá 87 88 này, tính là cơ hội để gia tăng tỷ trọng. Hiện nay dòng tiền đang khá mạnh mẽ. Tương tự Vinamilk hiện tại đã quá xa nên thôi, anh chị nó có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi, khả năng nó sẽ quay lại và test lại vùng đỉnh cũ. Nhìn chung nó vẫn đang trong xu hướng tăng. Nhìn chung nó vẫn đang xu trong xu hướng tăng, chưa có tín hiệu gì xấu nha anh chị. Tương tự như đi đi qua có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi, mua mới thì không. Mã sáng ở vùng giá 80 nên anh chị có thể gia tăng.
Có thể mua điểm mua ở vùng này, vùng giá 80 và kỳ vọng nó sẽ lên 85 gần nhất, giá mục tiêu gần nhất đó là 85 và giá mục tiêu xa nhất đó là 89. Đó là vùng đỉnh của tháng 8 năm mùng 8 tháng 8 năm 2023. Mua được mà sang vùng này mua được nhà anh chị vùng giá 80. Mơ được kia rồi em cho vào trong danh mục theo dõi rồi chờ nó về cái vùng giá 50 51 này thì có thể gia tăng nha anh chị. Cổ phiếu ngày mai là sẽ có mơ Masan, VHM, PV Bank, VP Bank. Danh mục theo dõi và cho điểm mua. Phân bón phiên hôm qua em là bảo anh chị điểm mua rồi nha anh chị, DCM mục tiêu 32, DPM mục tiêu 39. Anh chị làm mua phiên hôm nay thì tiếp tục nắm giữ thôi, phiên ngày mai thì chơi xem tín hiệu dòng tiền hiện tại có cái gặp khả lớn, khả năng nó cũng sẽ quay lại và retest lại vùng đỉnh cũ. Nếu mà nó về cái vùng giá 36 mà không bị gãy nữa thì mình gia tăng thêm tỷ đồng. Tương trường như DCM. DCM kỳ vọng là hướng tới vùng giá 33. Nhịp giảm là cơ hội để gia tăng tỷ đồng. BR hiện tại đã gặp được cái vùng kháng cự cũ là vùng giá 20. Khả năng nó sẽ quay lại và test lại vùng 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 đỉnh cũ. Có thì mình cắn mình chồng lại thôi chứ nó chưa khả năng, nó chưa thể mà vượt được cái vùng kháng cự 20 này. Tương tự như PVS, kỳ vọng là nó sẽ lên 40 nhưng mà cắn những nhịp chẩn để gia tăng thì tầm chưa mua mua giá sẵn này thì không nên nhớ, cái biến độ nó khá lỏng. PVD chờ về vùng giá 34 24 24 rồi tham gia nhận gì, hiện tại đó đang có cái gap khá lớn. PVD vùng này mua được nhận gì, PVD vùng giá 20 này mua được, giá kỳ vọng nó là sẽ 22, giá mục tiêu gần nhất của nó là sẽ 22. Mua ở vùng giá 20 và stop loss ở tại vùng giá 19. Gạt không có điểm mua nha anh chị. Đầu tư công phiên hôm qua em đã bảo anh chị mua giá FCN giá 10 vùng giá 16 rồi, phiên hôm nay đã tăng gần 4% rồi, có thì mình cứ tiếp tục nắm chữ thôi. Mua giá sẵn thì ngày mai cho ngày mai thì nên cân nhắc chờ tín hiệu trong tiền, khi nào nó giảm về cái vùng 16 này đó là cơ hội gia tăng tỷ trọng. KHB hôm qua phiên hôm nay cũng tăng, KHB khi mà giảm về trở về vùng giá 30 thì có thể gia tăng nha anh chị. VCG không có điểm mua, VCG là vượt đỉnh rồi, hôm nay giảm điểm với thanh khoản khá lớn, khá thấp, kỳ vọng nó sẽ là 30. Dòng thép có Nam Kim cũng sắp tiềm cận cái vùng đỉnh, vùng kháng cự cũ của nó là 20.
Điểm mua thì không nhắn, chỉ có thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi. Chờ nó quay lại, nó retest lại vùng đỉnh cũ thì hàng tham gia. Tương tự như HPG, điểm mua cũng không nhắn chị. Nhóm điện nước hôm nay có thông tin hỗ trợ mà nối đường dây 500 kW từ Quảng Trị đến Hưng Yên gì đó, cho nên có nhiều cổ phiếu tăng về biên độ khá lớn, ví dụ như là PC1 là tăng trần. Có thì mình nghĩ tiếp tục nắm chịu thôi, mua mới thì không nhận chỉ biên độ khá lòng. Tương tự như NT2, nó cũng đang trong cái xu hướng giảm chứ chưa hẳn là xu hướng tăng. Mua mới không có điểm mua. Nhóm dòng dệt may thủy sản hay là nhóm những cái nhóm ngành bên ngoài bên chứng thép bất động sản, đó đều là những cái nhóm ngành yếu, như so hợp yếu như anh chị. Mình đánh về thanh khoản nó khá thấp, cho nên nếu mà đánh những cái nhân này thì chỉ đánh về những cái tỷ trọng vừa phải, ưu tiên những cái nhóm ngành có cái thanh khoản lớn và cái tỷ trọng lớn, chiếm tỷ trọng trong VN Index lớn. Càng biển có hạt á, hạt đánh về biên độ khá lòng mà nay em không có tham gia nha anh chị. Thôi em xin kết thúc cái phần nhận định thị trường của mình ngày hôm nay. Vậy là những cổ phiếu trong danh mục theo dõi hôm ngày hôm nay là có Masan, VHM, BBB và PP Bank. Bất động sản có VHM. VHM hiện tại đang cân bằng tại cái vùng 54 55 này anh chị. Nó vẫn đang ở trong cái xu hướng giảm và cân bằng thôi, nếu mình mua với cái kỳ vọng nó cân đi, kỳ vọng ăn khoảng kỳ vọng đến là 60%, tức là cái nhịp hồi của nó thôi nha anh chị, thì mình có thể gia tăng ở vùng giá 55 này. Đây là một cái vùng hỗ trợ khá cứng. Em xin kết thúc cái phần nhận định thị trường của mình tại đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.